dân tình thích thú trước đội hình bê cháp toàn siêu nhân gao cực xịn không có siêu xe hay vàng đeo kín người một đám cưới ở thành phố hồ chí minh đã gây chú ý bởi dàn bê cháp toàn siêu nhân gao đám cưới chính là một trong những dịp trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người bất cứ cô dâu chú rể nào cũng muốn ngày vui của mình trở nên thật đặc biệt ấn tượng do đó nhiều người thường nghĩ ra những ý tưởng độc đáo mới lạ mới đây mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đám cưới có phong cách độc nhất vô nhị thay vì ăn mặc chỉnh chu với quần tây áo sơ mi cho nam, và áo dài, khăn đóng cho nữ, dàn bê cháp. Tại đám cưới này lại cosplay thành những anh em siêu nhân gao trong bộ phim hoạt hình đình đám một thời, trang phục, đã chẳng như thường lệ. Màu sắc lại nổi bần bật thế, nhưng biệt đội siêu nhân bê cháp này lại quyết đóng tròn vai đến cùng, trong những bức ảnh kỷ niệm. Các chàng trai, cô gái đều tạo dáng mô phỏng lại tư thế biến hình, chuẩn bị chiến đấu của siêu nhân gao. Những hình ảnh trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt cùng vô số lượt chia sẻ từ cư dân mạng nhiều người bày tỏ sự thích thú và khen ngợi ý tưởng độc đáo của cô dâu chú rể số khác lại nhân cơ hội đã nhắc nửa kia của mình để rủ dê lên ý tưởng tương tự cho ngày trọng đại trong tương lai tuy nhiên bên cạnh những lời khen một số cư dân mạng khác lại có ý kiến trái chiều họ cho rằng đám cưới là sự kiện hệ trọng có sự góp mặt của cả dòng họ hai bên do đó nên nghiêm túc hơn và chỉn chu hơn nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại